Chào anh em, nay có con động cơ hai thì, công suất cực đại nha anh em, 11 ngựa, 48.000 vòng trên phút, cực kỳ luôn anh em ơi, 11 ngựa mà 48.000 vòng trên phút, quá khủng. Anh em nào có nhu cầu đam mê hay thì alo nha, 088 635 6707. Máy này chưa chạy nhiêu luôn nè con, máy này chủ yếu là dự phòng chữa cháy thôi, nó không có chạy, nó để lâu luôn, máy còn hới à. Đây dự phòng chữa cháy chứ không phải là máy gì bơm nước đột nguyên lắm. 3 triệu nha bà con anh em, ai có nhu cầu alo, có bơm nhớt luôn nè. Đây là dự phòng chữa cháy nên nó chạy rất là ít, 11 ngựa mà chỉ có 3 triệu thôi. Hai thì nha, máy này đã lắm, máy này chạy vỗ lãi 7m2, nó bay như trên mặt nước luôn, bay như tàu cánh ngầm luôn, quá đã trời. Đây cho anh em coi thông số kỹ thuật đó nữa nha, 11 ngựa 48.000 vòng trên phút, quá khủng. Anh em nào có nhu cầu đam mê hay thì alo nha, 088 635 6707. Máy còn đẹp lắm anh em ơi, tại vì nó dự phòng phát chữa cháy nên nó không cần, ít có chạy thường xuyên lắm, lâu lâu nó đề ba để nó cho máy chạy nhuyễn thôi chứ chưa từng chạy luôn nè. Bỗng hới rồi, nắp xi lá còn bỗng hới luôn nè, chưa có đổ nồi nước sơn luôn. 3,5 triệu nha anh em. Anh em mà có nhu cầu liên hệ 088 635 6707. Quá đẹp anh em. Đây có một số con nhỏ nè. Con nhỏ là con 1 triệu nha anh em. Con 1 triệu, 1,5 triệu. Con nhỏ này 3 ngựa là 1 triệu nè, 1,5 triệu nè, 5 ngựa là 1 triệu nè, 1,5 triệu nè. Con này 1 triệu nha anh em, 3 ngựa. Đặc biệt con này 3 triệu 11 ngựa 48.000 vòng phút, có bơm luôn bà con ơi. Này bơm cao áp luôn nè. Con nào có nhu cầu thì alo 088 635 6707. Đặc biệt bơm cao áp nè bà con, bơm chữa cháy bắn lên cao là có lầu 3 bắn ok luôn á. Bắn này được tới lầu 3 bà con ơi, bắn là người yếu cầm không nổi luôn nha. Quá dữ, 11 ngựa 48.000 vòng trên phút, 3 triệu. Không tin nổi luôn.